Tao thấy thằng Lĩnh nó cũng được ấy chứ. Có cái gì đâu mà mày chê nó. Mày thấy nó có hiền không nào? Đấy, nó có đẹp trai không nào? Nó có tốt bụng không nào? À, gả con cho nó, bố cũng thấy mát cả mặt. Chứ đâu như cái thằng Âm Minh ấy. Ăn nhờ đậu, không ai chấp nhận. Bác gọi cháu à? Cái thằng này, mày cứ như ma ấy. Chưa hương khói gì mà đã mò lên rồi. Thấy chưa? Bố đã nói với con hết nước hết cái rồi. Con mà có dính vào cái thằng này, sau này nó yểu tướng nó đi, con cũng muốn. Muốn gì hả bác? Muốn tái giá. Cái ngữ này tái sống tái chín gì. Dạ đúng rồi đấy ạ. Thôi mày đừng chọc tức tao đi, bỏ cái tay. Này, anh có làm gì đắc tội với bố em đâu mà sao bố em ghét anh vậy? Cô đi mà sao không đưa em Vân đi? Chắc nó nhìn cảnh này thích lắm. Cô cũng muốn cho nó đi lắm, nhưng không có ai trông nó. Lại lạc mất như lần trước thì sợ lắm. Alo. Bà ta đến rồi, bà ngó ra đi. Con ơi, bà thấy đồn thế nào, liệu có sao không? Đây chỉ là một trò để dọa bà ta thôi. Ông không thấy bà ta xấu xa thế nào à? Nhưng mà bác... Thôi, đừng tốn nhiều thời gian nữa. Không còn thời gian đâu, đoạn đường đã vắng. Thế nhá, ra đi. Alo. Sao cậu đứng đấy? Đi khỏi đó nhanh lên. Sao cậu bảo chỉ dọa người ta thôi? Thế có tiếng nổ vừa rồi thì... Ông định kêu cho người ta biết là ông làm à? Bình tĩnh đi. Ông cứ đi theo hướng xe chạy. Tôi sẽ chờ ông ở đó nhá. Thôi mày gọi công an đi. Tai nạn nặng lắm, bà ấy không sống nổi đâu. Mày gọi cấp cứu đi. Còn kịp đi. Ông bị điên à? Hả? Ông muốn đem thêm tiền về cho con ông, hay ông muốn con ông vào tù thăm ông? Hả? Mày cứ đem xe đi mà. Hôm nay đến chở bà đi Lĩnh. Tôi nói thế nào? Đi ra khỏi đấy nhanh lên. Tội giết người không phải là tội nhẹ đâu. Số tuổi còn lại của ông không đủ để bóc lịch đâu, ông hiểu chưa? Hả? Sao lại như vậy, mày nói đi. Lúc đầu mày chỉ bảo nó dọa bà ta thôi. Mày làm như thế thì khác gì giết bà ấy. Thôi ông im đi. Mày có ý giết bà ấy đúng không? Hả? Thôi đâu ông im đi cơ mà. Mày lừa tao với số thuốc nổ ấy, đủ hất tung chiếc xe ô tô lên. Ông phải điên cái gì vậy? Tao phải đi báo công an. Đúng rồi, tao phải đi báo công an. Chính mày đã cố ý giết bà ấy. Cái gì? Ông muốn đi báo công an chứ gì? Ông không liên quan chứ gì? Ông đi đi. Ông nói với người ta chính ông gây tai nạn bằng chính đôi bàn tay của ông. Ông đi đi. Ông tưởng tôi thoải mái lắm đấy à? Bà ta là mẹ tôi. Tuy rằng không đẻ ra tôi, nhưng bà ta đã nuôi dưỡng tôi. Ông nghĩ tôi có thể giết người đã từng nuôi dưỡng tôi sao? Mẹ,
Tại sao mày lại muốn dọa mẹ mày chứ? Tôi và bà ấy bất đồng trong công việc. Vì giận quá nên tôi muốn dọa bà ấy một tí. Dọa? Dọa một tí mà gài cả một khối thuốc nổ như thế à? Thế là mày cố ý giết bà ấy? Tôi không cố ý. Tôi đâu ngờ chỉ có một xíu thuốc nổ mà lại nổ lớn như thế. Ông bình tĩnh đi. Đây là chuyện ngoài ý muốn, là tai nạn thôi. Ông nhớ chưa? Hả? Chỉ là tai nạn thôi. Chỉ là tai nạn, nhớ chưa? Alo. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở trong phòng. Vậy em vào gặp anh có chút việc nhá. Ok. Em tưởng hôm nay anh nghỉ làm. Đâu có. Anh làm việc cả ngày ở trong phòng. Với lại lâu ngày không làm việc, sắp xếp lại đồ đạc một chút. Tốt quá. Tiện thể anh tìm hiểu luôn sản phẩm của công ty họ, gửi sang cho mình xem trước đấy. Còn gì nữa không em? Muốn đuổi em vì phá vỡ không gian yên lặng của anh đúng không? Ấy. Em ra đây. Bố ơi, bố. Bố làm sao thế? Không, bố có làm sao đâu. Con Hiền nó vừa gọi điện thoại, nó bảo mấy hôm vừa rồi bố có về quê đâu. Bố... bố đi nhà bạn chơi. Thôi con ra ngoài đi cho bố ngủ một lúc, bố mệt lắm rồi. Bố ơi, bố lại ngủ nữa à? Bố chưa ăn gì mà. Thôi dậy ăn một tí đi. Ăn đi không là nắm luôn đấy. Nhá. Bố. Con không muốn tốn tiền mua thuốc đâu đấy nhá. Mày quá. Nó không biết. Thưa bố, công việc cả tuần ngưng trệ. Nếu chờ quyết định của bố, có lẽ là... Con thầy bố, giải quyết tất cả mọi việc đi. Dạ vâng. Tại sao mày giết tao? Bà... Chuyện gì thế? Dạ không. Tự nhiên con thấy hơi choáng. Con về nghỉ đi. Dạ vâng. Thank you.
bà. Bố làm gì thế bố ơi? Không, tao có làm gì đâu. Thế con Bình đâu? Nó xin đi sinh nhật bạn đến tối mới về ạ. Thế bố có ăn cơm không? Để con lấy luôn nhá. Bố không ăn cơm à? Bố có chuyện gì buồn đúng không? Đâu có. Thôi tao lên gác ngủ. Dọa tôi à? Tôi không sợ bà đâu. Dọa đi. Dạ này, bố thế nào rồi? Con muốn hỏi về vấn đề gì? Sức khỏe, tinh thần hay còn gì khác không? Đương nhiên là con muốn hỏi về sức khỏe và tinh thần của bố mà. Chẳng phải đã có lần con nói bố là người không biết yêu thương đó sao? Một người không biết yêu thương làm sao biết đau buồn hả con? Bố đùa đấy thôi. Con đừng để ý làm gì. Con biết mà. Em Vân đâu ạ? Nó ở trên gác. Dạo này nó làm bố rối trí quá. Hôm nào nó cũng đòi bố dắt đi gặp mẹ, chẳng chịu ăn uống gì cả. Hay là bố thuê người làm để chăm sóc cho Vân? Thuê rồi,
Hết cách rồi. Ai đến nó cũng đánh, cũng cắn. Ai dám chăm sóc cho một con điên hả con? Thế này đi, bố ra Vân cho con. Con nghĩ Vân sẽ nghe lời con. Được không? Tài sản à? Hay lắm. Nhưng mày là con tao, qua mặt bố mày không dễ dàng đâu con ạ. Alo. Liên hệ tìm ngay cho tôi một luật sư nhá, tôi có việc. Hủy di chúc. Nghe tôi nói đây, tuyệt đối giữ bí mật đấy, nhất là đối với thằng Linh, nhớ chưa? Bố ơi, tí nữa cái Thảo Bình nó về, bố nhờ nó đặt hộ con nồi cơm nhá. Con đi xin việc, nhân thể con đi chợ luôn nhá. Bố ơi! Bố! Cái gì đấy? Chắc chắn là bố đã gặp chuyện gì rồi. Bố nói con biết đi, rốt cuộc là bố đã gặp chuyện gì? Bố à! Bố có biết là từ khi ở quê lên, trông bố lạ lắm không? Hồn vía cứ như là bị ai bắt đấy. Có chuyện gì thì bố nói đi chứ. Bố có nói thì bọn con mới biết chứ. Bố... bố không có gì để nói cả. Thôi, bố đi ra ngoài kia một chút. Bố... bố đi đâu? Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Alo. Tao Nhân đây. Hiền à, mày có biết là mấy hôm về quê ấy, bố về gặp ai và đi đâu không? Ui giời ơi, tao có thấy mặt mũi ông ấy đâu mà mày hỏi. Mày nói thế mà nói được à? Bố về dưới đấy mà mày bảo là mày không biết bố đi đâu. Mày nói hay thật đấy. Tự nhiên là mày mắng tao. Thế mày không nhớ à? Hồi còn ở chung nhà ấy, ra vào động đến mặt ông mà tao còn không biết ông ấy đi đâu. Chứ bây giờ ông lên Hà Nội rồi, tao ở dưới quê, ai mà biết giữa đường ấy ông vào quán nào nhậu mà tao nói. Thôi biết rồi. Thế nhá. Nhân ơi. Gì? Mấy hôm nữa ấy, mày về mua cho cháu mấy bộ đồ nhá. Biết rồi, khổ lắm nói mãi ạ. Ba uống đi. Thôi, cứu bác đi Lĩnh ơi. Bác không chịu nổi nữa rồi. Mỗi khi bác nhắm mắt lại thì bác lại thấy bà hiện về, nhìn bác trừng trừng. Bác không thể nào quên được. Làm gì mà dằn vặt thế hả bác? Đây đâu phải là lần đầu. Chẳng phải trước đây bác cũng đã từng thấy chết mà không cứu sao? Trước đây khác.
Trước đây biết người ta chết mà không cứu, nhưng không phải do bác gây nên. Còn bây giờ chính bác đã giết bà ấy. Vậy bây giờ tính sao? Lịnh, bác với con ta tự thú đi. Thả bác ngồi tù còn hơn là cứ phải sống như thế này. Vậy còn Nhân, còn Bình, bác tính sao? Bác có đủ can đảm để nói với hai cô ấy là ngày xưa khi gặp người bị tai nạn bác đã không cứu mà bác còn lấy tiền của người ta chưa? Và bây giờ bố vừa giết người, bác có đủ can đảm không? Hả? Thôi bác uống đi, rồi sẽ không sao đâu. Thời gian là liều thuốc thần kỳ. Bác không nói, con không nói, sao người ta biết được? À thôi, về bác. Bác không uống đâu. Nếu bác không uống thì cháu không biết chuyện gì xảy ra với bác đâu. Nào, mời bác. Trời ơi, sao thế này? Con tưởng bố bỏ rượu rồi, sao đợt này bố lại uống nữa? Con gái rượu, con gái xinh đẹp của bố. Bố uống nhiều lắm rồi phải không? Say mềm cả người rồi đây này. Say thế nào được mà say? Bố còn nhớ mọi thứ thì làm sao mà bố say được. Bố còn nhớ gì? Bố kể cho con nghe xem nào. Bố nhớ mẹ con. Mỗi khi bố về, mẹ ngồi bên mâm cơm chờ bố. Bố nhớ con Bình. Mỗi khi thấy bố, nó cứ ra níu chặt lấy chân mẹ con. Bố lại nhớ cả thằng Út nữa. Bố thương nó lắm. Suốt ngày nó cứ quẩn quanh ở chân bố. Này ông trời đang trừng phạt tôi. Bố chỉ toàn gây ra những tội lỗi thôi. Bố là đống rác rưởi. Bố cản đường cản lối, không làm được cái tích sự gì. Có đúng như vậy không con? Đúng như vậy đấy. Bố rất xấu xa. Bố đã làm cho mẹ con và chị em con phải khóc. Bố đã khiến cho bọn con không có chỗ để quay về. Bố thích rượu chè, cờ bạc. Con hận bố, con căm thù bố. Con cứ nghĩ là mình sẽ hận bố, sẽ căm thù bố cho đến hết cuộc đời này. Con cứ hận bố đi. Bố đang bị như thế. Con cũng mong vậy lắm, nhưng con không làm được. Con đã nghĩ, nếu mà bố biến mất thì tốt biết mấy. Nhưng mà tưởng tượng cảnh bố đi theo mẹ con,
con chịu không nổi. Là nợ nần cũng được, là nghiệp chướng cũng được, con thấy mình còn sướng hơn anh Quang, vì còn có bố để gọi. Sướng hơn anh Thịnh, vì mẹ thực sự rất thương bọn con. Bố phải làm sao đây? Bố phải làm gì bây giờ hả con? Sao bố toàn làm sai thôi? Sao bố làm gì cũng đều là tai họa vậy? Bố, con sẽ tha thứ cho bố, có đúng vậy không? Dù bố có làm sai thế nào, con cũng tha thứ cho bố đúng không? Con thấy thằng Lĩnh thế nào? Con có yêu nó không? Con sẽ lấy nó chứ? Sao tự dưng bố lại nhắc đến anh Lĩnh ạ? Chẳng lẽ bố mong con cưới anh Lĩnh đến thế ạ? Cậu về đi, về ngay đi. Cậu không đi à? Được, để tôi xem cậu lì lợm đến mức nào nhá. Để làm gì? Các người xua đuổi tôi như vậy chưa đủ sao? Nếu mẹ đã hạ rồi, nếu mẹ không thù mẹ thì hãy về sống với con đi. Tôi không thích, tôi không muốn. Cậu về với mẹ cậu đi. Bà ta chết rồi. Sao? Bà ta chết rồi, không còn ai ăn hiếp mẹ nữa. Mẹ không phải lo đâu, mẹ về với con đi nhá. Bà ta chết rồi sao? Sao lại đột ngột như vậy? Sao? Mẹ à, con thấy lạnh lắm. Con không quen sống mình. Mẹ về với con nhá. Con sợ buồn, cô đơn lắm. Mẹ à, mẹ về với con nhé. Mẹ xuống đi. Con vẫn ở một mình à? Vâng. Mẹ vào đi. Bây giờ đây là nhà của mẹ và con, mẹ không phải lo lắng gì hết. Mẹ vào nhà đi. Mẹ vào đây. Từ bây giờ đây sẽ là phòng của mẹ. Mẹ thấy thế nào? Thôi mẹ cứ tắm rửa nghỉ ngơi đi, con ra ngoài trước.
Alo, em nghe chị. Lĩnh à, cậu đã đi làm về chưa? Dạ em về rồi ạ. Vậy cậu qua đón cái Vân đi. Nó cứ khóc đòi gặp mẹ và anh. Tôi không thể nào mà dỗ được. Dạ thế ạ. Ừ, dạ vâng. Chiều nay em sẽ qua đón Vân luôn. Dạ em cảm ơn chị. Đúng là cái gã tồi. Nói đi là đi luôn. Đi mà mấy ngày liền cũng không thèm nhắn cho người ta cái tin nữa. Anh tưởng á, chỉ có mình anh biết bận ở trên đời đấy thôi đấy à? Không gọi thì thôi. Bây giờ á, anh mà có gọi nhá, tôi cũng không thèm nghe. Alo. Sao Lô nghe máy vậy? Em đang làm gì đấy? Em bận. Hả? Bận à? Hình như là em đang thất nghiệp mà. Em thất nghiệp thì cũng có việc chứ bộ. Em cũng định nhấc máy của anh. Nhưng mà em đang nói chuyện với người ta. Chẳng nhẽ lại bỏ ngang. Người nào mà khiến em nói chuyện quên cả anh vậy? Một chàng trai. Hả? Là con trai à? Ừ, chứ sao. Anh tưởng em chỉ quen có mỗi mình anh là con trai thôi à? À, hóa ra anh không phải là người duy nhất bị em dụ hả? Anh hối hận rồi chứ gì. Nếu mà anh hối hận quá thì tỉnh luôn đi. Đừng để em dụ nữa. Không hề, không hề nhá. Anh bị nghiện rồi Nhân ạ. À. Anh cứ đùa. Anh nói đùa chút thôi. Mà này, em đã chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị gì hả anh? Ừ? Thứ bảy tuần sau là đám cưới của Hảo. Em không định chuẩn bị gì à? Ờ... Thôi được rồi. Anh sẽ dẫn em đi mua sắm. Chịu chưa? Không ai ép anh đâu nhá. Đấy là anh tự nguyện đấy. Biết rồi. Tự nguyện mà. Vậy... anh cứ làm việc tiếp đi nhá. Bye bye anh. Tự nhiên sao nhớ một người quá vậy kìa. Người ta không gọi sớm để em đỡ tốn bát mì. Cái gì? Có mỗi bát mì mà em cay cú từ sáng đến giờ đấy à? Em nói nhiều đến mức mà làm chị tiêu không được đây này. Mẹ đang làm gì vậy? Ta thấy cái bộ này ở trong tủ còn dùng được. Ta mang ra dùng có được không? Bộ mới thì sao ạ? Cái bộ này mới quá. Ta không quen. Vậy thì mẹ vào phòng con, lấy bộ cũ của con mà dùng. Thế... mẹ ra phòng khách con nói chuyện một chút được không?
Mày ra đi, rồi tao ra ngay. Dạ vâng. Sao nó lại không cho mình dùng cái bộ ga này nhỉ? Anh đi em. À, anh Linh. Mẹ à, từ hôm nay Vân sẽ ở cùng với chúng ta. Sao mẹ lại mang nó về đây? Mày có thích nó đâu? Sao mẹ lại nghĩ thế? Tao quê mùa rốt nát thật. Nhưng tao đâu có ngu. Bởi vì mày đâu có ưa gì mẹ con nó. Chuyện này thì mẹ nhầm rồi. Vân là một đứa trẻ đáng thương mà. Mẹ cho Vân ngủ với mẹ nhé. Không, em ngủ với anh cơ. Hả? Thôi thôi nào. Thôi, mẹ Vân ngoan. Được rồi. Ra đây, dì đi tắm rồi chải tóc cho. Rồi vào ăn cơm nữa, nhá. Dì nấu thịt gà ngon lắm, đi. Được ăn cơm rồi. Đi nào. Linh à? Dạ. Của mày này. Dạ vâng. Tao thấy cái này vẫn còn mới mà. Mẹ cứ để đây cho con. Sao mày biết bọn tao đến mà đứng chờ thế này? Tao ngửi thấy hơi mày mà. Hả? Anh ơi, nó mặc quần không đáy thế này. Cái gì? Con gái mặc váy thì có gì mà lạ? Này thôi đi bà, tôi lại không biết bà thế nào. Có bao giờ bà mặc váy đâu. Mày có vào nhà hay không thì bảo. Có. Ôi giời ơi, anh ơi, em bị choáng. Ôi giời ơi, người ta vén váy kìa. Ôi, điệu ơi là điệu ý. Mày đừng có chọc nhá mày, nhục là đục đấy. Ôi giời ơi, bây giờ người ta còn biết xấu hổ nữa kìa. Này, mày có hẹn với anh Quang đúng không? Khai mau. Sao mày biết? Tao biết thì tao mới lấy được chồng trước mày. Mày có thể giỏi hơn tao cái gì chứ, riêng chuyện này á, tao vẫn là nhất nhá. Thôi em lạy chị, em biết chị giỏi rồi. Nhưng mà chị làm ơn đi thẳng vào trung tâm thành phố cho em nhờ đi. Cứ đi lòng vòng ở ngoại thành ý. Hôm nay chị đến đây nhà em có việc gì? Thế này nhá, tao chỉ có một chuyện rất nhỏ muốn nhờ mày thôi. Đến hôm đám cưới tao ý, mày đến sớm một tí. Xong rồi mày rót nước. Chỉ thế thôi. Nhân à, giúp bọn anh đi. Mai sau, con của bọn anh em là mẹ đỡ đầu mà. Ôi, hay thế. Thế thì em đồng ý. Alo ạ.